Ông à, ông bỏ qua cho tôi một lần đi. Tôi biết tôi có lỗi rồi mà. Tôi tới đây xin lỗi ông nè. Bỏ qua cho tôi đi nha. Tôi nói ông nghe, chuyện này cũng lỗi tại tôi. Tất cả là tôi chỉ muốn con Mận với thằng Bảnh đến với nhau thôi. Bà cá gan mà làm cái chuyện động trời như vậy. Bà không hỏi ý kiến tôi, bà coi thường tôi quá mà. Tôi biết rồi, nhưng chẳng qua là tại tôi thương tụi nó, cho nên tôi mới bày kế ra như vậy. Mà tôi đâu có dè ra nông nổi như vậy. Mà ông cho con Mận nó về đi, chứ nó con gái ở ngoài tội nghiệp nó lắm. Tôi không có cái thứ con gái bất hiếu dám lừa cha dối mẹ như vậy. Tôi nói với ông rồi mà, lỗi tại tôi. Tại tôi ép tụi nó làm cái chuyện đó. Nhưng mà tôi không ngờ là ông lại giận như vậy. Ông nghe lời tôi đi, ông cho con Mận về nhà đi. Tôi nói cho cô nghe nè, nó biết cái việc làm đó là lừa cha dối mẹ mà nó vẫn làm như vậy, thì bây giờ cô bao che cho nó để làm gì hả? Nè, ông vừa phải thôi nha. Nãy giờ tôi đã xuống nước, tôi năn nỉ, tôi nói với ông vậy, mà ông á là ông già cổ lũ sĩ bảo thủ, khó ưa, khó chịu. Nè, tôi nói vậy mà ông không nghe hả? Nè, tôi nói mà ông không nghe hả? Để tôi về tôi nói chuyện với cái đầu gối sướng hơn. Mời. Muốn về nói chuyện với cái đầu gối, xin mời về nhà dạch đầu gối lên nói chuyện. Ở đây không quẩn. Ừ, về dạch cái đầu gối ra nói chuyện, không nói chuyện với ông già cổ hủ, cổ lũ sĩ như ông. Hê. Thứ đàn bà gì đâu, đẹp thì cũng có một chút xíu nhan sắc, nhưng mà vô duyên. Năn nỉ không được quay qua thà tôi. Chuyện con cái tôi phải để cho tôi tính chứ. Chọt.